Ai mua lại khu tứ giác Bến Thành từ nhóm Bitexco? Ngày 18 tháng 9, tập đoàn Bitexco có văn bản xin chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Glory. Toàn bộ vốn góp này đã được Bitexco thế chấp tại Techcombank để bảo đảm cho 10 lô trái phiếu có tổng giá trị 10.000 tỷ đồng do Sài Gòn Glory phát hành vào năm 2020. Đến nay có 5 lô trái phiếu đã quá thời gian đáo hạn từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2023 và được gia hạn tới tháng 6 đến tháng 7 năm 2025. 5 lô còn lại được gia hạn thêm 1 năm, đáo hạn vào tháng 11 năm 2026. Bitexco cho biết thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ Sài Gòn Glory thực hiện cam kết thanh toán trái phiếu, lãnh đạo doanh nghiệp đã làm việc với các đối tác quan tâm đến dự án The Spirit Sài Gòn, khu tứ giác Bến Thành do Sài Gòn Glory làm chủ đầu tư để tìm kiếm giải pháp dài hạn cho công ty con và bảo đảm quyền lợi cho trái chủ. Cùng ngày 18 tháng 9, các bên liên quan gồm công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt TVSI đại diện người sở hữu trái phiếu, tập đoàn Bitexco là bên bảo đảm, Sài Gòn Glory là tổ chức phát hành, Techcombank là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm và bên nhận chuyển nhượng đã có văn bản về việc chuyển nhượng vốn tại Sài Gòn Glory. Trong đó, Sài Gòn Glory đồng ý cho Bitexco chuyển nhượng hết vốn góp cho công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Phương Đông Hà Nội. Các bên đều cam kết việc chuyển nhượng không làm ảnh hưởng hay thay đổi bất lợi nào đến trái chủ. Bitexco sẽ thanh toán gốc và lãi 10 lô trái phiếu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 đến ngày 12 tháng 6 năm 2025 và tiền lãi của kỳ thanh toán ngày 18 tháng 6 năm 2025. Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Phương Đông Hà Nội là bên nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục thanh toán tiền gốc của kỳ thanh toán ngày 18 tháng 6 năm 2025 và gốc cộng lãi sau thời gian này. Sau giao dịch, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thế chấp phần vốn góp tại Techcombank để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu. Lãnh đạo công ty Phương Đông Hà Nội cho biết, trên cơ sở phù hợp định hướng kinh doanh của ban lãnh đạo công ty trong thời gian tới, chúng tôi có kế hoạch nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Bitexco tại Sài Gòn Glory, qua đó trở thành chủ sở hữu duy nhất, tiếp nhận và tiếp tục triển khai kinh doanh dự án The Spirit of Sài Gòn. Với tư cách là đơn vị tiếp quản dự án sau chuyển nhượng, Phương Đông Hà Nội sẽ đề xuất Techcombank xem xét tài trợ cho doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án theo quy định pháp luật. Về phía Techcombank, ngân hàng cho biết với vai trò là tổ chức tín dụng, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm, ngân hàng sẽ xem xét việc cấp tín dụng cho Phương Đông Hà Nội để thực hiện dự án khi nhận được yêu cầu và trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cấp tín dụng. Các thông tin, văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng vốn nói trên được chứng khoán Tân Việt tổng hợp và thông báo đến trái chủ. Nhiều trái chủ đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng họ không được nhận bất kỳ thông tin nào về kế hoạch chuyển nhượng tài sản bảo đảm là 100% vốn góp tại Sài Gòn Glory trước đó. Tính đến ngày 20 tháng 9, Techcombank đã giải chấp phần vốn góp tại Sài Gòn Glory thuộc sở hữu của tập đoàn Bitexco tại ngân hàng. Đồng thời, website của Bitexco cũng xóa hết các thông tin về dự án khu tứ giác Bến Thành. Do đó, nhiều khả năng giao dịch đã được thực hiện. Từ cuối năm ngoái, trái chủ đã yêu cầu Sài Gòn Glory và các bên tham gia thu xếp phát hành trái phiếu thanh lý tài sản bảo đảm để hoàn trả tiền cho trái chủ. Khi đó, Techcombank đã thuê một công ty định giá độc lập định giá lại khu tứ giác Bến Thành và một công ty chứng khoán định giá lại phần vốn góp tại Sài Gòn Glory. Phương án đấu giá cũng được các bên đưa ra nhưng sau đó không thực hiện không rõ lý do. Cần lưu ý rằng khu tứ giác Bến Thành nằm trong danh mục dự án bị kê biên phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB giai đoạn 2. Thông tin về việc Bitexco chuyển nhượng hết vốn tại chủ đầu tư dự án một lần nữa khiến hàng nghìn trái chủ lo lắng về khả năng thu hồi tiền và dấu hỏi về năng lực tài chính của bên nhận chuyển nhượng. Phương Đông Hà Nội là một cái tên kín tiếng trên thị trường. Công ty này chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong thương vụ mua lại 6 lô đất thuộc dự án Vinhomes Smart City của chủ đầu tư Vinhomes vào cuối năm 2019. Sau đó các lô đất này được phát triển thành dự án Mastery West Heights. Phương Đông Hà Nội được giới thiệu là chủ đầu tư dự án và thuộc Masterize Homes. Thực tế, từ năm 2021, Masterize Homes đã xuất hiện tại khu tứ giác Bến Thành trong vai trò nhà phát triển, giải ngân vốn để dự án tiếp tục được thi công sau thời gian dài ngừng triển khai. Lúc này dự án được đổi tên thành One Central Hồ Chí Minh. Masterize Homes sau đó đã âm thầm rút khỏi dự án, nhường lại cho các pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Thế nhưng từ đó đến nay, ngoài Techcombank, tháp A của khu tứ giác Bến Thành vẫn được thế chấp tại hai tổ chức thuộc Masterize là công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới Masterize Agents và công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Phát Invest Hà Nội. Có thể nói sự trở lại của Masterize Homes lần này được thu xếp bởi Techcombank nhằm xử lý nợ đọng từ dòng tiền trái phiếu do chính Techcombank thu xếp. Cặp đôi Mark Tech còn song hành ở hàng loạt dự án khác. Techcombank đứng ra thu xếp cho nhóm Masterize huy động hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu để tái khởi động các dự án từ tay tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hình thành các dự án siêu sang với giá bán vài chục đến vài trăm tỷ đồng mỗi sản phẩm như The Sun Tower Basin, Global City,